nó lại coi dùng pha tăng lưu ạ. Các bạn có nhớ đây là chiến trường qua tăng lưu nha. Nó mưa xong này nó lầy lội ạ. Nó lầy lội. Đêm qua mưa cũng dầm về, mưa ra mới bớt về về năm nhăm. Tháng tư tuần ra của Pháp ạ. Cái đợt mà đặc công của mình đốt kho xăng Nhà Bè là đốt vào cái kho của Tô Tùng Ga này đây, đốt đi cho nó ít xăng, nó đối cơ động nó đánh mình. Và cái vụ đấy cũng hay nha, đưa B-40 vào bắn nó không cháy chú tiêu ạ, cái bọc xăng của nó áp vào đấy. Rồi sau lấy cái quả bom 250 cân của Mỹ ấy, lấy cái thuốc của nó ra ốp như kiểu mình định hướng ấy ạ, mới đánh cháy vào cái kho xăng Nhà Bè nhá. Đánh cầu đến lúc đánh cháy kho xăng Nhà Bè, đánh tắm tàu sân bay Cạc. Nhưng mà cái trận đánh khách sạn Caravan và hạt chiếu bóng Kinh Đô thì cháu không thích mấy, vì đánh chết nhiều dân lành quá. Đặc công biệt động thành à, tư gì đấy anh Tư, nó có cái nhóm nó có mấy chục người đấy mà. Đấy, qua Thang Lưu đấy, toàn bộ cái khu bên trái này nha, qua Thang Lưu. Và mình đi sâu vào bên trong, nó rất là cái đồng cỏ, nó có một cái đồi cao. Ở trên đỉnh họ làm một cái tượng quan sư tử quay về nước Pháp, quan sư tử hơi buồn buồn ạ. Quan sư tử muốn quay về, và dẫn những cái người lính quay về ạ, phải đi nhiều quá này, buồn ạ. Những cái người lính ngày xưa, các cô chú nghe cái bi hùng của chiến tranh, các cô chú nghe cái chiến thắng nhiều, nhưng các cô chú không hay để ý những cái tang thương của chiến tranh ạ. Các cô chú có biết thời Alexander ấy, những cái người lính bị ốm không đi được, hoặc những cái người lính bị đứt chân đứt tay, các cô chú có biết họ chữa bằng cách nào không ạ? Cầm một cái đinh lớn ấy ạ, lấy vào cái huyệt đằng sau sọ ấy ạ. Con đã sẵn sàng chưa? Hoàng đế muôn năm được, cho chết luôn ạ, không về và cũng không đi ạ. Yeah, những cái đấy nó mới thương nha. Ngay những cái nhà sử học họ viết về những cái bệnh viện của Napoleon đây này, rồi những cái bệnh viện của Caesar ấy, mà cái lính bị thương ấy ạ.